Và ở tại Hà Nội thì một tuần sau nữa thì các em thi vào lớp 10 vừa qua cũng sẽ được công bố điểm chuẩn cũng như là có kết quả. Còn các em đang học lớp 12 thì chắc chắn đang chờ sang tháng 7 bởi vì là tính ra chỉ còn có nửa tháng nữa thôi. Vào ngày mùng 7 và mùng 8 tháng 7 thì hơn 1 triệu thí sinh sẽ bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm học 2022 trên toàn quốc. Và liên quan đến công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp quan trọng này thì Bộ Y tế đã vừa có văn bản để gửi giám đốc Sở Y tế các tỉnh thành phố về việc triển khai công tác y tế để kịp thời phục vụ kỳ thi quan trọng này. Cụ thể thì Bộ Y tế đã đề nghị Sở Y tế các tỉnh thành phố đảm bảo công tác cấp cứu y tế và cấp cứu thảm họa, bao gồm có cháy nổ và an toàn giao thông, bảo đảm vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là dịch bệnh COVID-19 đối với tất cả các khu tổ chức. Và cụ thể như sau, Bộ Y tế cũng sẽ phối hợp chặt chẽ với ngành giáo dục trong việc tổ chức kỳ thi tại địa phương, trong đó chủ trì xây dựng kế hoạch triển khai công tác y tế, đảm bảo cấp cứu y tế, cấp cứu thảm họa, đảm bảo vệ sinh môi trường Bố trí nhân lực và trang thiết bị, thuốc, hóa chất và phân công các cơ sở y tế tham gia hỗ trợ công tác phòng chống dịch Covid-19, kịp thời sơ cấp cứu và xử lý các tình huống phát sinh trong thời gian diễn ra kỳ thi. Bộ Y tế cũng đề nghị các địa phương kiểm tra điều kiện an toàn thực phẩm tại các nhà hàng quán ăn phục vụ thí sinh và người nhà thí sinh, tổ chức kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị và triển khai thực hiện của các cơ sở y tế tham gia phục vụ kỳ thi này.